biến mất, biến mất. Kết giới biến mất rồi, khí tức của thần vật cũng biến mất rồi. Xem ra chúng ta vẫn là không có duyên, không thể nào có được món thần vật đó. Lời này sai rồi, ta đã lấy được thần vật rồi. À, Nhiếp Ly, người đã lấy được thần vật, nhưng mà người chỉ ngất đi thôi mà. Bởi vì ta đã lĩnh ngộ được ý nghĩa của thời không và pháp tắc. Thứ ta có được chính là thời không yêu linh chi thư. Thời không yêu linh chi thư? Ta chưa hề thấy ngươi lấy được sách gì mà. Bởi vì thời không yêu linh chi thư, nó tồn tại trong thời không. Chỉ cần lĩnh ngộ được pháp tắc của thời không, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy được nó ra. Thời không yêu linh chi thư? Đây chính là thời không yêu linh chi thư. Ngươi thành công rồi. Không sai, đây chính là món bảo vật mạnh nhất trên thế gian này. Ồ, cái này thì ta không hiểu rõ lắm. Trên thế gian này, thứ mạnh nhất chính là thời gian và thời không. Thời gian có thể khiến mọi thứ trở thành tro bụi, mà thời không có thể xé nát tất cả mọi thứ. Có được thời không yêu linh chi thư này, chúng ta đã có được tiền vốn để chống lại thánh đế. Trước kia ta đã từng dùng qua nó, nhưng cuối cùng lại mất đi. Bây giờ cuối cùng mất lại có được. Người chuẩn bị dùng thời không yêu linh chi thư thế nào để chống lại thánh đế? Lát nữa người sẽ biết thôi. Chúng ta đi tìm mọi người hội hợp lại đã. Nhiếp Ly, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Nhìn xem ta tìm được gì này. Đây là hỗn độn thần long thương. Ngươi biết nó à? Hình như ta bị nó hấp dẫn. Tìm được nó ở chỗ miệng núi lửa. Trên thân nó có thần lực cuồn cuộn không dứt, rất giống với khí tức trên người ta. Thần giống y như là sinh ra dành cho ta vậy. Không tệ nha. Mọi người thì sao? Ta có được một viên châu thủy tinh. Dường như có thể dẫn động tu vi trong cơ thể ta. Đây... chắc là Thương Lam Bảo Châu, có thể nâng cao tốc độ tu luyện của ngươi lên đến cực đại. Ta lấy được một bộ giáp trong, áo giáp trong, vậy thì ở đây không được tiện cho lắm. Buổi tối ta giúp ngươi. À, bộp, ngươi lại có ý định xấu xa gì vậy hả? Tử vân ngươi có được thứ gì vậy? Ta tìm được một sợi dây chuyền. Nó ẩn chứa phòng tuyết thần lực cực kỳ mạnh, hình như là do tiên tổ của ta để lại. Sau khi đeo lên, tất cả bí pháp của ta đều tăng phúc lên gấp mấy lần. Cổ mộ cho người thứ đó đâu? Biến mất rồi.